Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội xem xét cho học sinh vùng ngoại thành đi học. Tại buổi làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội với lãnh đạo thành phố Hà Nội ngày 14 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đề nghị xem xét để học sinh ngoại thành đi học trực tiếp. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có ý kiến, thành phố Hà Nội cần tính đến chiến dịch giáo dục, trong đó tính toán phương án để học sinh trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát. Thời điểm hiện tại có thể xem xét cho học sinh khu vực ngoại thành được đến trường học tập trực tiếp, vì nhiều huyện ngoại thành hiện là các vùng xanh trong nhiều ngày không có ca Covid-19. Trước đó trong tất cả văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của tình hình dịch COVID-19 để đưa ra quyết định thực hiện kế hoạch năm học một cách linh hoạt đến từng trường học, tránh đồng phục cho tất cả các địa phương. Trong đó nơi nào dịch ổn định thì phải tranh thủ tận dụng tối đa thời gian vàng cho học sinh được đến trường học trực tiếp để nội dung giảng dạy được cốt lõi củng cố kiến thức. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo một huyện ngoại thành thành phố Hà Nội cho biết, địa phương thuộc vùng xanh nhiều ngày nay Trước đó tại các cuộc họp của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng có ý kiến đề xuất cho các học sinh đầu cấp cuối cấp trở lại trường học. Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội cho rằng thành phố vẫn đang đứng trước những rủi ro lây lan dịch bệnh nên việc mở cửa trở lại cần linh hoạt nhưng không được chủ quan, việc cho học sinh đi học trực tiếp cần phải đánh giá phân loại các vùng để có phương án cho học sinh trở lại dần theo nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Trong ngày 14 tháng 10, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói, việc đến trường của học sinh Hà Nội còn có nhiều khó khăn cần khắc phục, cụ thể đó là vấn đề chưa có vaccine cho học sinh dưới 18 tuổi. Hà Nội có tổng cộng 2,1 triệu học sinh, cộng với 900.000 trẻ em chưa đến tuổi đi học. Mở cửa trường học khi học sinh chưa được tiêm phòng sẽ không đảm bảo an toàn. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng nhiều phương án để cho các cháu học trở lại. Trong đó phương án khả thi nhất là cho học sinh đầu cấp cuối cấp như lớp 6, lớp 9, lớp 10, lớp 12 học trước sau đó theo lộ trình dần dần cho các cháu còn lại đi học. Tuy nhiên việc này ban đầu cũng sẽ chỉ triển khai tại các khu vực an toàn, vùng xanh không có nguy cơ xảy ra dịch COVID-19.